Hello, xin chào ba anh nhé. Rất nhiều các anh có yêu cầu em Hoàng là show tất cả các thông số và tất cả các setting của cái con dâu xe Pro trên hệ điều hành iOS. Thì hôm nay em sẽ show cho các anh nhé. Ở đây em đang sử dụng cái con iPad E3 và con dâu xe Pro. Ở đây chuột là Logitech G102. Chuột này em đã thay switch này. Các anh nghe thấy nó rất nhỏ nha. Ok chưa? Đây, nhìn này. Ở đây em đang để con chuột này, em bấm này. Đó, nghe rất là nhỏ luôn. Và bàn phím của em cũng được thay tất cả là Cherry Switch dòng Silent luôn các anh nhé. Nên nó sẽ kêu rất là nhỏ để phục vụ em làm clip và nhận live stream nhá. Các anh nào thích thì có thể đến hệ bên đây em thay cho nhá. Đó, ok, giá thành thì nó cũng khá là đắt nhá. Ở đây em đang sử dụng con dâu xe Pro này. Đây, kết nối Bluetooth 5.0 nhá. Và cái phiên bản của em đang dùng để em sau cho các anh nhé. Cái phiên bản này nó mới update lên thôi, phiên bản 0.0.7 hay 271 này. Thì tí em sẽ đăng lên kênh FT3.net nhé. Đó, ok chưa? Rồi em sẽ vào này, ở đây em đang dùng bản quốc tế này. Đó, và tiếp theo là về cái thông số ghim tâm của em. Thì ở đây em đã chia ra này và em đã hướng dẫn cho tất cả anh về cái phần thông số ghim tâm này rồi. Thì các anh có thể tham khảo nhá. Đó, thì mỗi máy nó sẽ có một cái thông số khác nhau. Thì các anh tùy chỉnh và tùy biến nhé. Chủ yếu em sẽ show cái map phím cho các anh xem nhá. Đây là một số về cái phần cài đặt của em nhé. Đó, các anh có thể nhìn thấy cái cài đặt của em và có thể làm theo nhé. Đây là bộ cục của em này. Đây là cái bộ cục của em nhé. Các anh có thể nhìn thấy trên màn hình nhé. Rồi, ok. Tiếp theo là độ nhạy này. Đó, độ nhạy thì em để hết là 30 này. Đó, đấy là 30. Còn cái Zdock 2X thì em để là 60 55 này. Đó, còn đâu cái này em để hết là 30 này, các anh có nhìn thấy trên màn hình nhá. Rồi ok, đây về phần độ nhạy này. Tiếp theo là về cái phần config nhá. Đây, đây là cái phần map phím của em nhá. Rất là nhiều các anh có quan tâm nhá. Đó, các anh có nhìn thấy trên màn hình nhá. Đầu tiên là cái nút ASDW này, đấy thì đây là thông số của cái nút ASDW nhé, em sẽ nảy nét vào, các anh có nhìn thấy nhá. Cái chỗ nào em nói nhanh quá các anh có thể bao lại để xem cái thông số nhé. Tiếp theo là tab này, tab thì nó cũng không có gì cả, em để click và press click thôi. Và mở bản đồ thì cũng thế thôi, click với press click, em không thích kiểu mở bản đồ với mở bản đồ hiện chuột lên đấy, em muốn tự ấn bằng tay, đấy nên là em chỉ để press click thôi. Tiếp theo đây là cái vị trí nút bấm của em này, em để này, đó đây là cái vị trí nút bấm của em nhé, và đây là cái vị trí em để cái con chuột để chúng ta dê trái dê phải ấy. Đó các anh có thể nhìn thấy trên màn hình nhá, nút bấm của em thì hiện tại đây em bật này AI này, đây là auto tab này, đó và mấy cái này thôi, ok nó cũng không có gì cả, dưới đây cũng không có một cái gì hết nhé. Rồi tiếp theo là cái nút chuột phải này, đây là cái nút chuột trái nhé, còn đây là cái nút chuột phải này, đó chuột phải thì em cũng để click và nano click thôi và không có thêm bất cứ một cái gì nhá, đó rất đơn giản thôi. Tiếp theo là FGT để nhặt đồ này, các anh có nhìn thấy trên màn hình nhé, F thì em đang để cái reset mount này là 0.1 nhé, các anh có thể để cái thời gian nó phù hợp nhá, sao cho nó ok nhé, đó ok chưa. G em cũng để thế này là để cái time reset mount là 0.1 nhá, ok chưa. Đó, T cũng thế nhé, T em cũng để cái reset time ấy, reset mount ấy là 0.1 nhé. Đó, click này, nano click này. Đó, các anh có nhìn thấy nhá. Rồi, tiếp theo là cái phím số 1, số 2. Phím số 1, số 2 thì em để click với press click nhé. Số 1, số 2 em cũng để là click với press click nhá. Số 6, cũng lấy súng lục của em cũng thế nhá. Đó, ok chưa. Đấy, tiếp theo là em sẽ có cái bom này. Đó, này bom thì em đang để cái giống như cái nút ALT ấy, các anh có thể để thông số đây, em để là 60 nhé, click này. Mao Acition này, đó các anh có nhìn thấy trên màn hình nhé, và để thông số 60 nhá. Và máu của em cũng thế nhé, ok chưa. Rồi, tiếp theo là cái số 5 này, số 5 này thì em chỉ nhân đôi cái phím số 5 lên thôi, một cái này click với Lalo click này. Đó, và em để cả reset mao này và để là 0.02 này. Và một cái số 5 nữa em để lên trên đây để em ấn nháy đúp hay là số 5 ấy thì nó sẽ đổi bom cho em để click với cả Z click này ở dưới cái ô press click ấy. Đó phải em phát âm tiếng Anh nó không chuẩn, anh thông cảm nhá. Rồi ok, tiếp theo là ô ship chạy tự động này, ship tại đâu em cũng để click với nano click thôi, cũng không có gì cả. Giờ thay đạn thì em cũng để click này, press click này, tại vì những cái nào em chỉ để nhấn một lần ấy thì em để là press click nha. Rồi tiếp theo này, đây cái này F2 của em là thay đổi thông số ghim tâm thôi, cái macro ấy thì nó cũng không có gì cả, em cũng đã hướng dẫn rồi. Đó, EQ thì em cũng để mặc định thôi, click với là nano click thôi. Đó, ok chưa, Q em cũng thấy nhá, click với nano click nhá, cũng không có gì cả nhá. Còn cái con chuột này là em để em V lên V xuống để chặt đồ ấy, đó thì thông số em để mắc luôn 200 nhá, em để kéo vào đây này. Tiếp theo X này, X thì em cũng để là click này, press click này. Đó, ok chưa, X này thấy nhá, click với là press click nhá. Đó, OX này để ẩn bàn tay với cả ẩn hòm đồ ấy. Tiếp theo là em sẽ có OC với cả ô nhảy này. Đây, ô nhảy của em thì em cũng để mặc định thôi, click với cả Lalo click này. Ok chưa, cũng không có gì nhé. Đây, ô nhảy của em này và ô ngồi cũng thế nhá, click với cả Lalo click thôi. Nó cũng không có bất cứ một cái gì cả. Nói chung là cũng khá đơn giản thôi. OZ của em cũng thế nhé. Đó, Z của em cũng là click với cả Lalo click nhá.
Ok chưa, tiếp theo là ông xuống xe với cả cái ô hủy bom ấy, thì các anh lưu ý cái ô này các anh phải map cho chuột, không có ra xuống xe với chúng ta thì bom nó sẽ rất là dễ mất chuột nhé. Đó thì cái này em đang để là click với la lô click, và em tích thêm vào là reset mount với cả reset ASDV kép, em đang để thông số của em là 0.2 các anh nhé. Cái này là reset mount nha, còn cái này là reset cái nút ASDV kép ấy. Đó em cứ nói nôm na như thế thì các anh sử dụng thì các anh sẽ dễ hiểu nhé, cứ dịch ra tiếng Việt cho giờ nó dễ hiểu nha. Đó ok chưa. Tiếp theo là OV này, OV là ô binh này, thì em cũng để là click này, mouse mouse Acetion này, đó cũng để giống cái ô bom với cả ô máu ấy, mấy cái ô bom ô máu Antlet ấy thì các anh để giống hệt cho em nhé. Đó cái ô Antlet thì em tăng thông số lên 300 thôi, còn đâu mấy cái kia thì các anh cứ để thông số mặc định của nó 60 cũng được nha. Rồi nói chung là cũng hòm hòm thế rồi đúng không, cũng không còn cái gì để chia sẻ nữa đúng không cả anh. B này, đấy B thì em cũng chia sẻ rồi đúng không. Đó tiếp theo là em để thêm một số những cái marker đô, ví dụ như là cái ô M5 này, M5 của em đang để là hai cái nút này, một cái nút ở trên này số 1 này nhảy này, còn một cái nút không có số 1 ấy, ô M5 ấy thì em để là ngồi nhá. Đó ok chưa, thì cái tính năng này của nó là nhảy qua cửa sổ nhá, em không biết em đã hướng dẫn các anh chưa. Đấy thì nếu mà chưa thì các anh map giống em như này này, các anh kéo hai cái ô mà các anh cần ấy, ví dụ ở đây em để là ô M5 này, một cái ô ngồi với cả một cái ô nhảy thì các anh có thể nhảy được xuyên qua cửa sổ nhá. Rồi tiếp theo là em để thêm một cái ô cáp này, đó ô cáp này thì em để là ô nó sẽ ngắm ngắm kiểu như này này, đó các anh có nhìn thấy nhá. Đó ok chưa, ô thằng người ngắm ngắm này thì để chúng ta có thể bắn cận chiến nhá. Đó đơn giản này thôi. Rồi tiếp theo em có để một ô nữa là ô M này, ô M thì em đang mắc crow thử nghiệm, và một cái nữa là ô M4. Ô M4 này em sẽ edit cho các anh cùng xem nhé. Ô M4 này của nó là nhảy và đấm để chúng ta có thể di chuyển, mà nó hạn chế cái tính năng gọi là hạn chế phát ra cái tiếng động nhất có thể. Đấy thì các anh chỉ cần kéo một cái ô nhảy và một cái ô bắn thế này thôi, là khi chúng ta ấy chúng ta có thể di chuyển bằng cái phương pháp này. Đấy thì tí em sẽ demo thêm cho các anh. Tiếp theo ô F1, F2, F3, F4, F5. Đấy thì cái ô này thì em cũng đã hướng dẫn rồi. Ở đây em đang để em kiểu macro là để nó đổi cái thông số ghim tâm thôi. Thì em đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết về cái này rồi. Đấy thì các anh có thể tua lại cái video đó để tham khảo nhé. Còn cái ô M này thì tính năng này em đang thử nghiệm nha, nên là bao giờ em làm ngon thì em sẽ hướng dẫn cho các anh nhé. Đó đơn giản nó chỉ thế thôi nhé. Và đây là tốc độ chuột của em nhá. Tốc độ chuột của em thì em đang để mặc định là 8 này, còn cái này là tốc độ chuột của cái con trỏ em đang GG này, em đang để 30 nhé. Còn tất cả ở dưới này em để mặc định hết nhé. Còn ô lấy con chuột ra và ô ẩn con chuột ấy, thì em để ẩn cái con nan này này. Đó ok chưa. Rồi thế thôi, nói chung là em sâu hết cho tất cả anh cũng rồi đúng không. Đó xong thì em sẽ xếp và up lại nhé. Đó em sẽ vào lại game này. Ok các anh, thì có cái chỗ nào các anh không hiểu thì các anh có thể comment xuống bên dưới nhé. Còn cái chỗ nào em tua kiểu nó nhanh quá ấy, thì các anh có thể tua lại và các anh bao lại để các anh xem thông số và xem nó là cái gì. Đó thì nó sẽ dễ nhất cho tất cả anh nhé. Đó và ở đây em đang sử dụng này, em sẽ demo một cái số những cái tính năng mà em đã nói lúc nãy, các anh có thể là chưa hiểu nó có tác dụng gì. Đó, ví dụ là cái lúc này đúng không? Đó các anh thấy thì em vừa nhảy vừa đấm này. Đó cái ô mà em vừa bảo là để macro này, đây cái ô này này. Ô M4 đây này, đó em vừa chia sẻ là cái di chuyển mà để nó hạn chế phát ra tiếng động ấy, em để ô nhảy với cả ô đấm ấy, đó ok chưa? Và em sẽ xếp lại này. Đó thì cái ô này của nó ấy, thì nó sẽ di chuyển và nó sẽ hạn chế phát ra cái tiếng động nhất. Đó thì rất là nhiều các gọi là pro player hay sử dụng cái tính năng này để có thể giành chiến thắng khi chúng ta chơi game. Đấy thì nó tùy từng trường hợp nhé. Pro player với cả ở trong đấu giải người ta cũng rất là hay dùng cái này, cái trick này ấy. Trick này thì hiện tại vẫn dùng thoải mái nhá, còn không có chút vấn đề nhé. Đó chúng ta dùng phụ kiện ấy thì nó còn ngon hơn, giống như kiểu các anh nhảy từ trên tầng xuống ấy, khi cần chạm đất các anh đấm một phát đúng không, thì địch nó sẽ không nghe được tiếng động, các anh nghe được chưa. Ok tiếp theo là một cái tính năng em nhảy qua cửa sổ này, các anh có nhìn thấy nhé. Đây là một cái cửa sổ rất là nhỏ đúng không, các anh nhảy bình thường như này thì sẽ nhảy không bao giờ qua nhé. Còn đấy em đã cài cái nút ô M5 này, đã lúc nãy em có show cho các anh ấy, các anh chỉ cần ấn cái ô này thôi. Đó, ở đây thì em sẽ ấn lại này. À đây, ô trên cơ. Đó ô M5 của em ở trên, em ấm nhầm ô dưới nhá. Đó em sẽ demo lại này. Đó các anh nhìn thấy chưa? Nhảy qua như không có bất cứ một cái nhịp khựng, nhịp tiết gì cả. Bình thường các anh nhảy cắp nó sẽ bị khựng đúng không? Còn các anh nhảy cửa sổ này thì gần như là không có một chút độ khựng gì cả. Đó, nhảy ra cái kê bắn luôn nhá, nó không có một chút độ khựng gì cả. Rất là ok luôn khi các anh sử dụng cái tính năng mà nhảy qua cửa sổ ấy nhá. Thì cửa sổ bé quá nó sẽ không nhảy được đâu. Nên là các anh lưu ý là cửa sổ nào mà chúng ta trèo qua được thì chúng ta sẽ nhảy được. Còn cửa sổ nào mà chúng ta không trèo qua được thì gần như là không thể nào nhảy được nhá. Các anh lưu ý giúp em nhá. Rồi tiếp theo là một cái tính năng, nói chung là tính năng này thì rất là nhiều pro player mà cũng rất là nhiều anh em khác hay sử dụng, đó là tính năng tự động ngồi nhấp nhổm nhá. Thì ngồi nhấp nhổm ấy thì em không có
mát phím vào cái con dâu xe bờ đồ này, và em dùng một cái bàn phím mà em đã độ riêng ở bên ngoài đấy, thì các anh hoàn toàn có thể mát được cái phím ngồi nhấp nhổm ở trên cái con dâu xe bờ đồ này, trên cái tính năng mát bờ đồ của nó nhé, rất là ok luôn đó. Các anh thích dùng cái nào cũng được nha. Ở đây em độ sẵn thì em không phải mát nhé, em chỉ cần ấn OT này thôi là nó sẽ tự động nó ngồi nhấp nhổm nha, rất là tiện luôn nhé. Đó, các anh có nhìn thấy chưa đó, tính năng này thì nó dùng để né đạn khi chúng ta cận chiến đó. Nhưng mà các anh lưu ý là khi sử dụng cái tính năng này, khi chúng ta vừa ngồi vừa di chuyển này này, đạn nó sẽ tuệ ra khá nhiều đó, không giống như kiểu chúng ta đứng im đâu đó, hoặc nó kiểu giống như chúng ta vừa bắn vừa di chuyển này thì nó cũng sẽ tuệ đạn y như thế nhá. Và khi chúng ta tự động ngồi nhấp nhổm ấy thì nó sẽ hạn chế tâm, nó sẽ bị kéo vào. Thường thường là các anh em bắn là hay bật cái arm assist đúng không, nó có sẽ có một cái gọi là arm assist này này đấy. Bình thường khi các anh em bắn đấy thì hay bật cái arm assist này. Khi chúng ta ngồi tự động ngồi nhấp nhổm ấy thì nó sẽ hạn chế cái arm assist nó dính vào người nha. Đó, đây là một cái trick rất là hay mà không chỉ em Hoàng dùng mà rất nhiều các bro player và anh em chơi tay khác cũng dùng. Nhưng mà bình thường người ta ngồi nhấp nhổm ấy, người ta ít khi sang trái sang phải được như anh em bàn phím chuột chúng ta. Người ta chỉ ngồi nhấp nhổm một chỗ như này thôi. Đó, còn anh em bàn phím chuột chúng ta vừa ngồi nhấp nhổm vừa di chuyển trái phải luôn. Thế nên là chúng ta sẽ còn tăng cái khả năng né đạn khi cận chiến. Đấy, thì cái tính năng này rất là gọi là hay và rất là khuyên em Hoàng khuyên là các anh nên sử dụng cái tính năng này nha. Đó, các anh nào mà không biết thì có thể là nghiên cứu và cài vào để sử dụng cái tính năng này nha. Thực sự nó rất là có lợi. Em Hoàng bắn nhiều rồi, em Hoàng biết nhá. Đó, các anh lưu ý giúp em nhé. Và tiếp theo là cái ô cáp này này. Đấy, tại sao em lại cài cái ô cáp là cái ô này? Đó, cái ô nhảy cóc thì giờ em không thích dùng rồi. Đấy, anh nào thích dùng thì có thể cài cái nhảy cóc vào dùng nhé. Còn nhảy cóc thì em giờ em gần như em không thích dùng tại vì nó bị khựng nên là em không thích dùng bạn. Đó, thì em cài cái ô cáp này đúng không? Đấy, ô cáp này. Đó, ok cho em để cái nút này này. Và khi em ngồi nhấp nhổm ấy thì em sẽ ấn cả ô cáp này. Đó, các anh nhìn chưa? Đó, vừa cáp vừa như này thì chúng ta bắn ấy thì tâm nó sẽ chũi vào hơn. Khi chúng ta bật cái này thì tâm nó sẽ gọi là đi vào tâm ấy, nó không bị tuễ ra nhiều ấy hơn so với là chúng ta không bật cái chế độ này lên. Đó, thì cái này nó cũng khá là hay, các anh có thể sử dụng cái tính năng này. Và tính năng này thì nó còn áp dụng được cả kê kiếp các thứ, những cái kiểu địa hình khó khăn kiểu này này. Đó, ví dụ là địch bình thường như này đúng không, anh bật ra các anh bắn như này, thường thường là địch nó công lên đúng không, các anh hay kiểu đứng mép như này đúng không, để cho hạn chế địch nó bắn chúng ta, nó trả đam ấy. Đó, thì nó sẽ kiểu rất là hay, kiểu dễ bị dính người. Đó, cái anh bình thường hay nghiêng người và bắn như này đúng không. Đó, còn em Hoàng thì giờ ấy, em Hoàng cài cái nút này thì em Hoàng sẽ hay nghiêng kiểu như này. Đó, thì nó sẽ gọi là thứ nhất là cái tầm nhìn của chúng ta sẽ tốt hơn, thứ hai là chúng ta sẽ hở người ra ít hơn đấy, cảm giác chúng ta sẽ hở người ra ít hơn, và đạn nó địch nó bắn vào nó sẽ hạn chế đạn nó bị dính vào người chúng ta hơn. Và cái tâm của chúng ta này nó chũi này, nó sẽ kiểu thu lại ấy, và bắn kiểu đạn ấy nó sẽ trúng địch, tỷ lệ chuẩn nó sẽ cao hơn tại vì nó không bị tuệ ra mà. Đó, khi chúng ta bật cái này tâm cái đường đạn ấy nó sẽ đi đúng vào một hướng hơn ấy. Đó, thế nên là nó sẽ rất là có lợi, nên là em khuyên là các anh nên tập và sử dụng cái tính năng này, nó sẽ rất là hữu ích khi chúng ta solo trong cận chiến các kiểu nha. Rồi, ok, đây là một số những cái chia sẻ và một số những cái mẹo và những cái cài đặt của em Hoàng về cái con dâu xe bờ đồ này. Thì hiện tại con dâu xe bờ đồ này ấy, nó đã update lên rất là nhiều phiên bản rồi, và gần như là một tuần nó phải update mấy cái phiên bản ấy. Em Hoàng phải mốt phải làm thực sự là liên tục luôn trên cái con dâu xe bờ đồ này, nên là hiện tại bây giờ nó càng làm ấy, nó càng em thấy độ chơi của nó càng ngày càng ổn định và càng ok. Mất mỗi cái nhược điểm của nó là sử dụng cái công nghệ Bluetooth 5.0, không được sử dụng cái tính năng gọi là cắm dây. Nhưng mà nó có bản cắm dây thì chơi nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn Bluetooth 5.0 thì hiện tại chơi cơ bản thì chơi vẫn ok. Còn để mà chơi ngon và mượt được bằng cắm dây thì hiện tại là chưa có nhé. Đấy, nên em cứ phải nói thẳng nói thật với nhau. Còn con này là Bluetooth 5.0. Mà Bluetooth 5.0 ấy thì ở trên cái hệ điều hành iOS ấy thì nó khác bọt hơn rất là nhiều cái Bluetooth ở trên hệ điều hành Android nha. Chơi mượt hơn rất là nhiều so với Android khi chúng ta sử dụng Bluetooth trên hệ điều hành iOS nhé. Đây là một cái trải nghiệm và một cái cảm nhận của em Hoàng nha. Đó, các anh nào mà máy đã ra Black ấy thì có thể nghiên cứu và sử dụng cái con dâu xe bờ đồ này thì chơi nó rất là ok nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Xin cả nhà bye bye nhé. Có gì các anh nhớ đặt hàng dâu xe bờ đồ ủng hộ em Hoàng nha. Bye bye cả nhà nhé. We'll be right back.